Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin hồi kết của đại án Thép Kít Việt Á, ai là trùm cuối. Đại án Việt Á nâng khống kit xét nghiệm COVID-19 đang đi đến hồi kết. Việt Pháp Quốc Việt nhập hàng từ Trung Quốc về với đơn giá 21.500 đồng mỗi bộ, sau đó bán cho các bệnh viện và CDC các tỉnh thành với giá từ 367.000 đến 509.000 trên mỗi bộ, gây choáng cả một số lãnh đạo cấp cao. Tác giả Phạm Vũ Hiệp có bài bình luận trên báo Tiếng Dân nêu lý do ai là ông trùm cuối của đường dây tội ác này. Lẽ ra cơ quan điều tra phải thay đổi thêm tội danh của Phan Quốc Việt sang buôn lậu, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chứ không chỉ đơn thuần là vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Đây không phải là lần đầu tiên các doanh nhân, tỷ phú Việt Nam chơi trò đánh lận con đèn. Còn nhớ vụ việc tương tự từng gây rung động dư luận với tập đoàn Kaixik vào hồi năm 2017. Đây là hình ảnh Hoàng Khải, chủ tịch của tập đoàn Kaixik, được báo chí tung hô suốt 30 năm cho đến khi bị bóc mẽ là đem hàng Trung Quốc dán tem Kaixik. Hoàng Khải sinh năm 1964 ở Hà Nội, là ông chủ của ba tập đoàn Kaixik bị lộ khi ông ta thừa nhận rằng đã nhập hàng của Trung Quốc về gắn mác hàng Việt Nam để bán cho người Việt và khách quốc tế, thực sự đã gây ra một cú sốc cho người tiêu dùng. Điều đáng chú ý là nhiều lần Kaixik đã lên diễn đàn và truyền thông lề đảng để giao giảng đạo đức kinh doanh, giáo huấn cho ai ước mơ hoài bão làm giàu. Khải cũng được đảng và nhà nước tuyên dương, báo chí lề đảng thổi lên tận trời xanh. Hàng chục năm trời, Hoàng Khải đã làm giàu từ việc buôn bán gian lận, kiếm được hàng trăm tỷ đồng. Đại gia Kaixik là người đầu tiên mua siêu xe Rolls Royce Phantom với giá là 1 triệu đô la Mỹ. Vụ việc Kaixik gian lận được Thủ tướng chỉ đạo điều tra làm rõ, ra cả diễn đàn quốc hội rồi sau đó chìm xuồng cho đến tận hôm nay. Theo chân Hoàng Khải là Jack Thâm, tức là Phạm Văn Tâm, sinh năm 1980 ở Quảng Ninh. Vào tháng 6 năm 2019, Tâm lại gây ra một cú sốc khác với người tiêu dùng ở Việt Nam. Tâm đã lập ra một công ty như công ty CP Điện tử Asanzo Việt Nam và công ty cổ phần đầu tư Asanzo, công ty cổ phần viễn thông Asanzo và công ty truyền thông Asanzo. Tâm nhập linh kiện điện tử từ Trung Quốc về rồi xé tem Made in China và thay bằng dán mã Made in Việt Nam. Sau đó thuê truyền thông báo chí lề đảng để quảng bá TV công nghệ Nhật Bản nhằm đánh lừa khách hàng. Vụ việc cũng được rùm beng cả nước, Thủ tướng chỉ đạo làm rõ, C03 Bộ Công an vào cuộc. Nhưng kết luận điều tra vẫn lại theo con đường xưa em đi rằng không có dấu hiệu phạm tội. Phạm Văn Tam đã thoát chết, đồng nghĩa với việc hàng trăm container hàng từ Trung Quốc về cảng Việt Nam, hàng ngàn tỷ đồng lại chảy vào túi những ông trùm buôn lậu, gian manh và thiệt thòi lại thuộc về người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh Phạm Văn Tam được báo chí tung hô ca ngợi cho đến khi báo chí phanh phui, Asanzo nhập khẩu toàn bộ TV từ Trung Quốc, bóc tem ra, dán lại mác Made in Việt Nam. Có thông tin cho rằng Phạm Văn Tam được ông Phạm Minh Chính, khi là Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương ra tay giải cứu. Thông tin chính xác đến đâu chưa rõ, nhưng khi luật pháp chỉ tựa vào như trò chơi, thì mọi việc vẫn đang tiếp diễn. VSmart là thương hiệu smartphone Việt Nam của công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển sản phẩm VinSmart thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, được quảng cáo là sản phẩm tại hai nhà máy Cát Hải, Hải Phòng và khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Vào tháng 8 năm 2019, hệ thống truyền thông khổng lồ của Đảng cũng đồng loạt ra tay giúp cho VinGroup quảng bá rằng VinSmart là hàng Made in Việt Nam, tức là sản xuất tại Việt Nam. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, mạng xã hội đã làm cho những kẻ tự hào quá Việt Nam ơi tan vỡ khi chỉ ra rằng smartphone là sản phẩm của tay hàng xóm, tức là của Trung Quốc. Thông tin trên mạng chỉ ra cái phone mới nhất của VSmart là Smart Life giống tới 99,9% với sản phẩm Meizu 16X của Trung Quốc, cả về ngoại hình, cấu hình và tính năng, cấu tạo thiết kế phần cứng bên trong, vân vân. Thứ khác biệt duy nhất giữa VSmart Life và Meizu 16X của Trung Quốc là cục pin. Khi pin của Meizu 16X gồm các ký tự Trung Quốc,
còn Vsmart là tiếng Anh. Cái kết như mọi người đều biết, giấc mộng chiếm lĩnh thị trường nội địa của Vsmart vỡ như bong bóng xà phòng. Vsmart nhanh chóng chết yểu. Đây là hình ảnh tập đoàn Vingroup vào hồi tháng 5 năm 2021 bất ngờ tuyên bố ngừng sản xuất điện thoại và cả TV. Chuyện ông Phạm Nhật Vượng hợp tác với Phan Quốc Việt khi Vingroup góp vốn 138 tỷ, tức là 69% cổ phần để thành lập công ty VinBioCare rồi giao cho bà Phạm Thu Hương, vợ của Vượng, đồng quản lý, không có gì là khó hiểu. Bởi không có ngón nghề kinh doanh nào siêu lợi nhuận bằng cách ăn theo dịch bệnh và hút bầu sữa khổng lồ của ngân sách. Chỉ riêng quỹ bảo hiểm y tế vào năm 2017, dưới thời Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã dư hơn 39.000 tỷ đồng. Và năm 2021, dưới thời của Nguyễn Thanh Long thì dư gần 33.000 tỷ đồng. Và phim bom tấn Ted Kidd Việt Á được dàn dựng khá công phu. Phan Quốc Việt chỉ là một mắt xích trong một dây chuyền. Nó cũng có bài bản tựa vụ án mobile phone mua đống sắt vụn AVG với giá gần 9.000 tỷ khi liên đới tới nhiệm bộ trưởng nhiều cơ quan ban ngành, và bản thân ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng là người ký kết văn bản đồng ý bán. Núp dưới danh nghĩa nghiên cứu khoa học và đề tài nghiên cứu cấp quốc gia để kiếm trác 19 tỷ đồng, Học viện Quân y đã làm đầu sai cho công ty Việt Á và nhóm lợi ích hút máu dân trong mùa đại dịch chết chóc, tang thương. Cho dù vụ Việt Á có được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương theo dõi hay đưa vào cả nghị quyết của Quốc hội, nhưng cái kết được dự báo sẽ là rất khôi hài. Phan Quốc Việt cùng một số quan chức y tế lãnh án, các ủy viên Trung ương như Trung Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long nặng lắm thì bị Đảng cảnh cáo là xong. Đây là hình ảnh ông Trung Ngọc Anh với cương vị là Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ đã cấp kinh phí 19 tỷ đồng cho Việt Á cùng với Học viện Quân y nghiên cứu sản xuất bộ kit xét nghiệm. Sau đó, cũng Bộ Khoa học Công nghệ đăng tin rằng Tổ chức Y tế Thế giới đã chấp nhận cho bộ kit xét nghiệm này. Và rồi sau đó lại có thêm nhiều Phan Quốc Việt, Hoàng Khải, Phạm Văn Tam mới xuất hiện, tiếp tục hút máu dân để nuôi những tay trùm cuối. Nhiều người đặt câu hỏi ai là trùm cuối trong vụ án Việt Á. Có lẽ mọi người không hề xa lạ với những con cá mập như Phạm Nhật Vượng của tập đoàn Vingroup, Nguyễn Thị Thanh Nhàn của tập đoàn IIC, những tay viết lên kịch bản Ted Kidd và vaccine sẽ vẫn là cười ngạo nghễ vì phía sau lưng họ là bóng dáng các đại ca đang ngự trị ở cung đình. Cơ quan điều tra của Bộ Công an xác định sau 17 tháng chỉ bán kit test COVID-19, Việt Á đạt mức doanh thu 4.000 tỷ đồng. Việt Á cũng đã lót tay 800 tỷ đồng, khoảng 35 triệu đô la tiền hoa hồng cho các quan chức nhà nước. Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ biết sản phẩm kit xét nghiệm của Việt Á đã không được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận vào tháng 10 năm 2020, nhưng vẫn cố tình ém nhẹm thông tin và thậm chí mượn tay của lãnh đạo, nhà nước và hệ thống báo chí, truyền thông, cộng sản hỗ trợ đánh bóng cho Việt Á để bán hàng. Báo Nhân dân, báo điện tử chính phủ, trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân đã dẫn đầu cho 800 tờ báo của Đảng đăng hàng loạt tin giả, nào là Tổ chức Y tế Thế giới công nhận kit test của Việt Á, rồi Bộ Y tế xã hội Anh cấp giấy phép cho kit Việt Á xuất khẩu sang 20 nước, rồi thì giá kit Việt Á chỉ bằng 1/4 thế giới. Tờ báo của Việt Nam Plus của Thông tấn xã Việt Nam còn loan tin rằng, đặc biệt, bộ kit xét nghiệm COVID-19 của công nghệ Việt Á đã được một đối tác đặt mua, độc quyền để phân phối tại Vương quốc Anh, Ấn Độ, Mexico, Hoa Kỳ và một số quốc gia tại châu Âu với số lượng cam kết ít nhất là 1 triệu test kit mỗi tháng. Đây là hình ảnh các trang báo của Đảng đồng loạt nổ bom về bộ kit xét nghiệm dởm. Tuyên giáo để nói, bộ kit xét nghiệm được WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận, có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Đài truyền hình Việt Nam thì nói nhiều nước đặt mua kit test của Việt Á sản xuất. Báo Thanh Niên thì nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với học viện để chia sẻ kinh nghiệm. Tất cả đều là dối trá và tiếp tay cho Việt Á thu về 4.000 tỷ đồng trong thời gian rất ngắn. Ông Nguyễn Phú Trọng lúc bây giờ giữ chức Chủ tịch nước cũng đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 cho Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Và ông cũng có sự liên quan. Việt Á không chỉ liên quan đến hối lộ, tham nhũng mà còn là một tội ác khi lãnh đạo từ trung ương đến địa phương liên kết với nhau vừa vơ vét làm giàu, vừa có tiềm năng gây ra cái chết của hàng vạn người dân Việt Nam
khi họ đã sử dụng bộ ký xét nghiệm Việt Á giả. Qua vụ Việt Á, tập đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cộng sản cấu kết với các nhóm quân buôn mafia đã hiện biểu lộ thái độ khinh thường mạng sống của người dân, dù đã tận mắt chứng kiến cảnh đồng bào chết không kịp thiêu ở một số thành phố lớn, cảnh hàng triệu người phải chở nhau trên chiếc xe gắn máy hoặc lội bộ hàng ngàn cây số tìm đường sống về quê hương. Nhìn vào bản chất và tìm hiểu về những diễn biến của vụ Việt Á cho thấy toàn bộ vụ lừa đảo này được chuẩn bị rất công phu, làm liên tưởng đến một dạng tham nhũng cao cấp mà nhiều nước gọi là lũng đoạn nhà nước hay là nhà nước mafia. Công luận cho rằng Việt Á chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Chặt được cái vòi Việt Á này thì con bạch tuộc sẽ mọc ra cái vòi khác kinh khủng hơn. Đó là con quái vật của quan hệ thân hữu được nuôi dưỡng bởi các nhóm lợi ích trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói cách khác là căn bệnh ung thư mãn tính đã di căn nhiều nơi, đặc biệt là các cơ quan nhà nước và cơ quan đầu não Trung ương Đảng. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Á test kit là lỗi hệ thống. Ai đứng sau vụ Việt Á hay nguyên nhân nào dẫn đến vụ Việt Á đều là những câu hỏi mà dư luận rất muốn biết, nhưng các nhà lãnh đạo Cộng sản tất nhiên chỉ lý giải theo hướng có lợi cho sự duy trì, cai trị độc tài toàn trị của họ. Rồi nhân dân sẽ tự tìm cho mình câu trả lời thay vì ăn phải nửa ổ bánh mì giả dối. Tác giả Lê Minh Nguyên cho rằng vụ Việt Á chính là lỗi hệ thống với phần phân tích đăng trên báo Tiếng Dân với nội dung được chia sẻ như sau. Ông Nguyễn Văn An, cựu chủ tịch Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã từng chỉ ra rằng chế độ chính trị Việt Nam có đầy rẫy lỗi hệ thống. Nhưng sau đó, ông bị khiển trách và không dám nói gì thêm nữa, vì đó là điều cấm kỵ. Mà lỗi hệ thống thì phải sửa chữa hệ thống, tức là hệ thống độc tài, độc đảng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, chứ không phải sửa cái ngọn là trừng trị những người gây ra bóc lột, hối lộ, tham nhũng của vụ Việt Á test kit. Đây là hình ảnh có tin Ban Chỉ đạo Trung ương đã vào cuộc đối với vụ Việt Á khi đó. Và điều đó dẫn đến làm nhiều người dân cả nước hồi hộp. Nó là con voi to ở trong phòng khách, có nghĩa là chuyện sai phạm sờ sờ ra đó mà ai cũng thấy được và thấy được từ rất lâu. Trước tiên, trách nhiệm trực tiếp là từ chỉ đạo của ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và có thể có sự dính líu của Ủy viên Bộ Chính trị, thậm chí là cả Bộ Chính trị đã được cùng nhau hát bản tình lờ. Bởi vì sự kiện xảy ra trên toàn quốc khắp 62 tỉnh thành, số tiền bóc lột là rất lớn. Kit mua của Trung Quốc chỉ khoảng 21.000 đồng, tức là chưa đầy 1 đô la, bán với giá từ 400 đến 600.000 đồng, tức là từ 20 đến 30 đô la. Liên quan đến sức khỏe của toàn dân trong mùa đại dịch thì không thể nào là Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam không biết được. Trong một thể chế chính trị không có tư pháp độc lập, tức là không có sự thật và công lý, không có báo chí tư nhân độc lập, tức là không bao giờ có sự thật được tìm ra, cho nên hệ thống được chạy bằng sự dối trá, và sự dối trá này là do lỗi hệ thống mà ra. Cũng có thông tin vào hôm 20 tháng 1 cho biết, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt báo chí xuất bản Mừng Xuân Mừng Đảng năm 2022. Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp mặt và yêu cầu báo chí phải có tính độc lập, nghĩa là đối kháng với bốn đặc điểm là bầy đàn, khuôn mẫu, ỷ lại và đổ lỗi. Nhưng ông có thay đổi được hay không, trong khi chỉ là một thành viên của Bộ Chính trị và không khéo sẽ đi theo con đường của Võ Văn Kiệt, tức là bị loại. Chiều ngày 20 tháng 1, Ban Nội chính Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức cuộc họp thông tin về kết quả phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Ông Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học lặp lại ý kiến của ông trưởng Ban Chỉ đạo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng: vì sao chúng ta chống tham nhũng mạnh mẽ, quyết liệt như thế, nhưng những người thực hiện hành vi tham nhũng tiêu cực không thấy xấu hổ mà vẫn trơ ra đó? Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và công điện khẩn yêu cầu thần tốc xét nghiệm. Cùng lúc đó, bộ kit test Việt Á được tung ra thị trường rầm rộ. Ông đặt câu hỏi, vì sao nghe thật là ngây thơ và ngớ ngẩn, khi mà ông không dám đụng tới cái điều cấm kỵ là lỗi hệ thống. Nếu không giải quyết được cái lỗi của hệ thống, thì không bao giờ giải quyết được cái vấn đề của tham nhũng. Vì có ai dám chỉ trích hay dám phơi bày sự thật ra đâu,
nếu không muốn bị ở tù như nhóm Báo Sạch, như Lê Mạnh Hà, Mai Phan Lợi, Bạch Hùng Dương hay Phạm Đoan Trang. Cũng là người vừa nhận được giải Martin Ennis 2022, tương tự giải Nobel về nhân quyền vào hôm 19 tháng 1. Hệ thống chính trị tạo ra một giai cấp đứng trên hiến pháp và luật pháp. Giai cấp này tìm cách bảo vệ, che chở cho nhau để hút máu mỡ người dân, làm giàu cho gia đình, tạo cho các sân sau những hoàng tử đỏ. Với tình hình thế giới đầy biến động, với việc bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh thứ hai giữa Mỹ và Trung Quốc, thì Việt Nam không thể nào duy trì hệ thống chính trị hiện tại được, mà phải thay đổi để không trở thành một bãi chiến trường. Việt Nam nếu không như Nam Hàn, Đài Loan thì cũng nên như những quốc gia như Áo, Phần Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ để phát triển đất nước, tức là những quốc gia theo chế độ dân chủ với tất cả các định chế dân chủ như Tây Phương, nhưng theo quy chế trung lập, nhất là trung lập về pháp lý vĩnh viễn như Thụy Sĩ. Việt Á thét kít chỉ là một lỗ hổng trong thùng nước, có đầy lỗ hổng khác. Các lỗ hổng như Việt Á khác đang được che đậy và sẽ tiếp tục nổ ra trong thời gian tới. Bởi vì khi đã là lỗi của hệ thống thì không thể sửa chữa hệ thống được, thì không bao giờ có thể bịt được những lỗi này. Và năm 2022 là năm mà nội bộ của các phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam tranh giành quyền lực dữ dội. Khi ông Nguyễn Phú Trọng bước xuống trong hội nghị Trung ương 5 vào thời gian tới đây, hiện người ta thấy phe của ông Vương Đình Huệ và phe của Nguyễn Xuân Phúc cũng đang kịch liệt đấm đá nhau dữ dội. Những sân sau của Nguyễn Xuân Phúc như FEC, bao gồm ông Trịnh Văn Quyết và Tân Hoàn Minh, Đỗ Anh Dũng, bắt đầu bỏ của chạy lấy người. Đây là hình ảnh Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàn Minh hủy kết quả đấu giá kỷ lục lô đất ở Thủ Thiêm và Chủ tịch FEC bán chui cổ phiếu, gây nhiễu loạn thị trường và thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư. Trong khi ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính thì như mặt trời, mặt trăng, vụ Việt Á thét kít bị công an điều tra sau gần 2 năm ăn dày. Ngoài ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đích thân chỉ đạo ngoáy mũi toàn dân, người ta còn nghi ngờ rằng ông Tô Lâm muốn phơi bày sự dính can dự của ông Chính vì Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ nằm dưới quyền điều khiển của ông Chính. Quốc hội bù nhìn của Đảng Cộng sản Việt Nam đang có sự hiện diện của nhiều phe nhóm trong đảng, cho nên cách sửa lỗi hệ thống dễ nhất là những phe nhóm này trở thành các đảng phái chính trị độc lập và quốc hội bắt đầu có thực quyền. Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị nên từ bỏ quyền lực và lui về phía sau để trở thành một đảng chính trị bình thường thay vì lãnh đạo nhà nước như hiện nay. Đảng cũng chỉ nên là một bệ phóng để đảng viên ra tranh cử đúng với bốn vai trò chính yếu của một đảng phái chính trị là đào tạo cán bộ, soạn thảo quốc sách, vận động tranh cử và nhịp cầu giữa chính quyền với quần chúng. Quốc hội nắm quyền và là cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia. Nếu sửa lỗi hệ thống theo cách này thì đảng nào nắm đa số các liên minh, được đa số các quốc hội sẽ nắm chính quyền giống như ở Nhật, Úc hay Anh, hệ thống chính trị theo chế độ đại nghị. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh với cương vị là Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ khi đó đã cấp kinh phí 19 tỷ đồng cho Việt Á cùng với Học viện Quân y nghiên cứu sản xuất bộ kit xét nghiệm. Sau đó, Bộ Khoa học Công nghệ cũng đăng tin rằng Tổ chức Y tế Thế giới đã chấp nhận cho bộ kit xét nghiệm này. Có được một chính quyền dân chủ thì Việt Nam mới có cái thế để đi vận động các đại cường để yêu cầu họ công nhận Việt Nam theo chế độ trung lập pháp lý vĩnh viễn. Sự trung lập này là những siêu cường cam kết công nhận, chứ không phải là Việt Nam tự tuyên bố chính sách 3-40, cho nên nó có giá trị và bền vững như Thụy Sĩ chẳng hạn. Nhưng những hạm đội tham nhũng trong Bộ Chính trị và trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có cảm thấy là mình đã no đủ rồi và chấp nhận một chế độ như vậy để hạn chế rủi ro và bất chắc hay không? Nó vẫn còn là một dấu hỏi to tướng. Cuối cùng, nghi vấn của công chúng đã được Tổng cục Hải quan xác nhận là chính xác. Que thử COVID-19 mà công ty Việt Á bán cho cơ quan phòng chống dịch bệnh của nhiều địa phương, cơ sở y tế, doanh nghiệp là hàng của Trung Quốc. Giá nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc chỉ có chừng 45-95 sen Mỹ, là khoảng 21.000 đồng Việt Nam mỗi que thử, nhưng giá được Bộ Y tế giới thiệu bán với nhu cầu tham khảo khi đặt hàng tới 470.000 đồng một que. Cho đến giờ, Bộ Công an mới chỉ khởi tố có 19 cá nhân. Ngoài ông Phan Quốc Việt và một số nhân viên công ty Việt Á hay doanh nghiệp liên quan đến công ty này, chỉ mới có một số viên chức
phòng chống dịch bệnh ở Hải Dương, Bình Dương, Nghệ An bị khởi tố. Đây là hình ảnh các bị can đã bị khởi tố trong vụ Việt Á. Cũng cần nói thêm là việc khởi tố các viên chức cấp vụ chỉ xảy ra sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tuyên bố đưa vụ án xảy ra ở công ty Việt Á vào diện của Ban Kiểm tra Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo. Tuy nhiên, cần hiểu thế nào là quyết liệt mở rộng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật nào. Khi đến giờ này, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đương nhiệm và ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, giờ đang đảm nhận vai trò là Chủ tịch thành phố Hà Nội, vẫn bình an vô sự. Tương tự, chẳng lẽ Học viện Quân y không phải là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, nên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không cần bận tâm tìm hiểu và trả lời với công chúng ai cho phép Học viện Quân y liên danh với những doanh nghiệp như Việt Á để dùng công quỹ nghiên cứu đề tài này, công trình kia rồi đem thành quả phục vụ sự nghiệp của doanh nghiệp là đối tác. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng như thế thì Thủ tướng, người đứng đầu chính phủ có chịu trách nhiệm như hệ thống chính trị, hệ thống công quyền vẫn ra giả rằng điểm mới chỉnh đốn bao gồm buộc người đứng đầu phải chịu trách nhiệm hay không. Thực tế cho thấy thần tốc xét nghiệm diện rộng không chỉ mở đường cho công ty Việt Á bán hàng Trung Quốc, tạo điều kiện cho các viên chức hữu trách kiếm tiền, mà còn là nguyên nhân khiến hậu quả đại dịch trở nên trầm trọng, dẫn đến cái chết của hàng chục ngàn người dân.